Luận sư Thích Ca Môn Phật. Chương trình Chánh Pháp của Như Lai Giao Lưu Trình Tự thực hiện trên đài truyền hình VN TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng còn xin kính chào quý trừ Tôn Đức Tân Ni và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng còn xin được cung kính giới thiệu Pháp sư Thích Biến Hóa Bị Chủ Lưu Trình Tự thuộc thành phố Rosebud, California. Hy Đại Phật, chào quý vị. Chúng còn xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lư Sơn Tự. A Di Đà Phật, chào quý vị. Chúng còn xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Trí Nữ Hiền Nhẫn Chú Sứ Lư Sơn Tự. A Di Đà Phật. Mô Phật, đề tài hôm nay chúng còn xin đi thẳng về Pháp. Và Pháp thế nào là thất tính tài? Các Pháp mà Đức Phật dạy, thất tính tài là những báu vật, những tài sản lớn của chúng ta phải tạo. Đó là các Pháp giới định huệ, là Pháp thoát khỏi khổ báo của tham sân và si. Thế nào là thất tinh tài? Nếu mà chúng ta mất cái thất tinh tài này, cũng như là chúng ta triệt hẳn giống từ bi của chúng ta, triệt hẳn tất cả các thiết căn. Tinh tài đó là bảy pháp, đó là tín, giới, tàn, quý, văn, hy xả và tuệ. Và thưa quý thầy, ở trong đây nó có nói về tín. Và tín thì khi mà nói về tín thì đây chúng ta nói về tin về cái ba ngôi Phật Pháp Tăng, nói về cái ba ngôi Tam Bảo. Thì đầu tiên có người tin, có người không tin. Nếu không tin thì coi như là không có tu theo cái Pháp này. Và thì mất đi cái lợi lạc. Do đó không tin Pháp của Phật, tại vì tin Tam Bảo thì cũng phải tin tới cái nhân quả mà Phật ra thuyết và nói ra. Phải không ạ? Tín. Dạ, vâng. Tín ở kinh Văn Nghiêm nói là mẹ đẻ của tất cả công đức. Dạ, dạ. Nó tự nó mở ra hết. Dạ, vâng, vâng, vâng. Mình nói thứ nhất, mình nói về thất thánh thánh tài đó. Thánh là để đi trong đường thánh đạo. Dạ, vâng. Bác thánh đạo đó. Tài là cái tài sản, tức là của cải của mình. Là cái vị muốn tu hành trong cái đường về cái giác ngộ đó, đường về giải thoát đó. Có những cái tài sản này thì nó khác ở chỗ chẳng hạn người phàm phu ta nghĩ tài sản là tiền bạc, danh vọng, nổi tiếng của mình, còn thì ra cái tu hành quý vị sẽ thấy trong cái thất thánh tài thiện giác nói ngày hôm nay đó, nó không liên quan tới tiền bạc. Tại tiền bạc là cái sự hậu quả của thất thánh tài này, chứ không phải là cái nguồn gốc của cái sự tu hành. Một Phật, cái điều này rất là quan trọng. Thành cái tín. Vâng, là tu được theo cái bảy cái này là coi như là trở thành là giàu thánh rồi. Là mình không giàu lắm, mình rất là giàu mới tu được cái này. Chẳng như cái vị có tiền chứ chắc cái vị tu được cái có được cái thất thánh tài này. Người chẳng hạn như người trọc phú đó, người ta đi làm chuyện từ thiện này nọ thôi đó. Cái vị nghĩ lại cho coi. Nhìn những cái người đó, những người ta có được cái bảy cái tài sản này không? Của thánh đạo này không? Nếu người ta có đó, những cái người đó là gọi là thánh nhân. Vâng. Hạng liệt và hạng thánh nhân. Còn người phàm phu làm ta chỉ làm tiền, làm là lo về văn hóa, về arts này nọ thôi, chứ họ không có được cái thánh tài này. Mô Phật, cái này là pháp là xuất thế gian rồi. Vâng, xuất thế gian. Ngược lại cái vị như bây giờ thành mà nói cho vui là chẳng hạn như nhìn những người mà phàm phu, người cái trên thế giới này, những người ta giàu chẳng hạn như ông Bill Gates rồi ông Carlos Slim rồi nọ, rồi mấy người trọc phú trên cái thế gian này, họ thề để chẳng hạn cái ông đầu tiên ông Bill Gates đó, không có cái thất thánh tài này, không có lòng tin chẳng hạn, đầu tiên là cái đầu tiên hết mà không có được nữa, dễ sợ không? Thành ra cái đó không phải là cái trình độ của thánh nhân. Okay. Nói tiếp đây. Bây giờ nói chuyện tín. Tín là gì? Tín là cái lòng tin. Lòng tin đó. Thì cái vị tin thì tin nhiều cái lắm. Bên Nguyên Thủy ta tin về tam có tam bảo, ta tin về nhân quả, ta tin này tin nọ. Nhưng đều bên nếu nói tin thì tin nhiều lắm. Lòng tin là tin về tam bảo, tin về cái Phật pháp, tin về thầy cô này nọ. Nhưng đều cái đại thừa mà nói tóm tắt một chuyện thôi, tín là cái gì? Đại thừa tín gì thầy có biết không? Biết không? Cô biết tín của đại thừa mình là cái gì không?
Việt Nam mình không có, thầy mới nhắc cái đêm vậy nói ra như vậy. Thầy nói hồi nãy anh thiền giác mới nói là tín tín nhân quả, tín tam bảo, tín tịnh độ, tín thiền, tín này nọ chứ gì. Cái đại thừa chúng tôi rất là giản dị. Tín là cái gì? Đại thừa tín đó, người Việt Nam mình không có rõ lắm cái tín, mà đại thừa chúng tôi là tin vào thiện tri thức. Tin vào cái người thầy. Tín là tín quan trọng nhất là cái đó. Thành cái vị chọn người thầy, chọn vị thiện tri thức, một người đạo đức chẳng hạn như cái vị tổ sư như Ngài Tiên Hóa đó, người rất là đạo đức, cái vị bắt lòng tin vào ổng, theo ổng là chắc chắn được thành thành thánh quả. Dễ sợ như vậy. Cái vị không cần đọc kinh, không cần cái chạy theo đủ chỗ hết, chỉ đặt lòng tin vào ông thầy, chẳng như một cái người vị tổ sư xứng đáng như Ngài Tiên Hóa đó, Ngài Cố Hòa Thượng Thích Tiên Hóa đó. Cái vị đặt hết tất cả lòng tin của mình vào ổng mà theo ổng tu là chắc chắn được thành thánh quả. Dễ sợ như vậy. Nó giản dị, không cần biết gì hết, chỉ tin ổng thôi. Như vậy bác sĩ cho con hỏi, tin vào Ngài rồi thì mình cũng hành trì theo cái những gì mà Ngài đã trải qua không thưa thầy? Tin có nghĩa là cái tin trong đại thừa mình, thứ nhất mình chọn những người thầy thiện tri thức mình tin. Mình tin ông thầy rồi, tin ông thầy nghĩa là sao? Ông thầy dạy gì mình làm đấy. Mình không cần biết gì. Còn Việt Nam mình á, cái khổ Việt Nam thì gặp rất nhiều người Việt Nam là đọc sách rất là nhiều. Biết bao người tới chùa chúng tôi đó, đã nghiên cứu sách rất là nhiều, nghiên cứu hết sách thiền rồi thất tịnh độ này, nó tới hỏi thầy hỏi lui thằng tới, tại vì đọc sách cái vị để ý chứ coi, đọc sách để hòa thượng này dạy thiền thì khác, dạy thì mỉm cười, hòa thượng kia thì dạy là nhìn vọng tưởng, hòa thượng khác thì dạy là tham thoát đầu, có hòa thượng khác là thiền mà thiền ngửi mùi hương luôn nữa. Mọi người khác sao quý vị phân biệt ai là ai bây giờ? Đằng này đại thừa chứ đó là cái đó là tinh thần của tiểu thừa, nó còn cái máu tiểu thừa trong ấy, nguồn gốc đại thừa trong cái đại thừa chúng tôi đó, thì chúng tôi đặt lòng tin một cái vị thiện tri thức, tức là mình phải chọn thiện tri thức đàng hoàng, không phải mình mà một cách mù quáng mà theo ở tại ông thầy, những người theo là mình theo. Như ví dụ bên tàu đó, người ta có ngày nói cho quý vị có, nói cho quý vị biết, chẳng hạn như bên tàu như tôi, hệ thống tàu thầy từ học qua đó, họ có những hòa thượng rất là nổi tiếng. Bên Đài Loan có bốn đại hòa thượng rất là nổi tiếng. Bốn đại hòa thượng này là giàu nhất và rất là có quyền lực và có nổi tiếng nhất trong Phật giáo Đài Loan. Thầy không biết người thứ tư, thầy người thứ tư đã chết trước khi thầy qua rồi, để thầy biết ông Thánh Nghiêm này. Thánh Nghiêm này là mới chết này, ông Tinh Vân cũng đang còn sống là Tây Lai Tự đó. Còn cái ông gì đó, thầy không biết hai ông kia, ông quên rồi, nhưng đều biết hai ông kia mặc dù nổi tiếng rất giàu nhưng đều không phải là thánh nhân, không thể gọi là phạm thiện tri thức được. Ví dụ như vậy, nói cho biết như vậy. Thành ra chúng tôi, cái hệ thống đại thừa chúng tôi là theo tông của ông tổ. Ta coi thử người tổ sư là ai, mình tới mình theo học với ông, đặt lòng tin vào một cái người thiện tri thức như vậy, thì mình gọi là cái lòng tin vỏn vẹn như vậy đó. Thứ nhì là gì? Khi mà thầy đã dạy con tri thức cho con là chúng ta là tin, thứ nhất là cái tin tri thức, và khi con được đọc của Ngài Tiên Hóa, nó có tin tri thức là người rồi, về có về cái phẩm hạnh và cái đạo đức của, nghĩa là lúc nào cũng là gia công trì cái phẩm hạnh của mình. Không có để một phút lỡ lầm. Và cái thứ hai nữa là đây là nói về giới. Giới. Tin vào cái giới. Giới là sao? Tại sao ta nói tin giới? Thì nói là giữ gìn cái thân khẩu ý trong sạch. Cái là để nó không có gây tạo cái nghiệp xấu. Là khi mà nói cái giới đó. Cái là phòng ác. Thầy nghĩ tại sao phải tin giới? Tại sao là thánh tài? Tôi thấy tin giới đó, theo con học với thầy đó là giới thì ai cũng biết hết á, mình thọ giới đọc hay là thầy giảng mình nghe giới thôi, nhưng mà giữ giới được hay không thì đây thầy dạy tôi đó là cái người có phước á, trồng nhiều căn lành á thì sẽ giữ được. Đúng. Còn cái người không có căn lành biết nhưng mà giữ không được. Đúng. Nó cám dỗ. Cái giới, cái nghĩa của cái giới chỗ này ấy, là đừng coi nó là giống như là phải cấm ăn trộm cắp, cái đó là những cái lý thuyết thôi. Cái giới quan trọng nhất á là cái vị giữ trong cái phía cái đạo đức, cái tốt, cái thiện, đừng đi qua phía ác. Cái giới ý nghĩa là như vậy thôi. Không cần biết cái vị theo Thiên Chúa giáo, theo tin lành, theo Hồi giáo, nó không quan trọng. Quan trọng cái vị giữ cái giới đó, cái vị mà giữ bên cái
trong con đường mà thiện đó, đừng có làm chuyện ác đó, cái đó là dữ giới, không cần phân biệt tôn giáo nha. Cái thánh tài này nó không phân biệt Phật giáo mà đâu. Bên Thiên Chúa giáo, bên Hồi Môn giáo, bên Yoga họ cũng trở thành, bên Đạo giáo có thành thánh nhân được nếu họ giữ bảy cái thánh tài này. Mà con được biết đó là chỉ có đạo Phật mới nói rõ như thế này thôi. Mình nói rõ hơn. Vâng, cứ chia ra. Cứ nhiều khi là con thưa thật là có những đạo khác không nhiều bao biết. Khi nói ra thì cũng không hiểu là nói làm sao. Nhưng mà mình thì nói rõ ra là giới là rồi nó là tín giới tàng quý nói đủ hết. Chẳng hạn như ông Tế Điên, thầy nói cái vị Tế Điên trong bên đạo giáo đó. Ông đó là gọi là ông Hòa Thượng Tế Điên, rất là nổi tiếng trong người Á Châu mình. Thì ông đó là mặc dù bên đạo giáo gọi là ngoại đạo, thiệt ra ông đó là lục địa Bồ Tát. Là người giỏi lắm. Thành khi ông thành Bồ Tát thì ông phải giữ có những thất thánh tài này. Thành đi theo ông học đó, ông dạy cái vị giữ con đường thất thánh tài này. Không nhất thiết phải đi theo bên việc Phật giáo mình. Ông phải thầy khuyên cái vị này theo ngoại đạo. Thì tôi nói là đừng có dùng cái label, cái nhãn hiệu mà hiểu lầm. Cái pháp này, cái pháp thất thánh tài nó vượt qua tất cả những cái sự phân biệt. Kính thưa quý thầy quý cô, kính thưa quý Phật tử, vừa rồi thì quý thầy quý cô Lưu Xuân Tự đã giảng cho chúng ta thế nào là thất tinh tài trong tín giới rồi. Thì kế tiếp là thưa thầy là còn tinh 5 cái còn lại nữa và trong vòng 12 phút chúng ta phải giải quyết hết. Thứ nhất là tàm quý, đa văn, hỷ xả và tuệ. Thì bây giờ con xin góp cái tàm quý vô là một luôn chứ kém cái không có hợp. Là 3-4 luôn. Thưa thầy. Thì theo đây thì nói cái tàm cái quý thì phải nói cái tâm biết hối thẹn khi mà chúng ta làm ác. Và biết hối thẹn rồi tại sao phải có cái tâm là hối hận và sửa đổi. Thì như vậy mới gọi là tàm quý. Người mà có hạnh tàm quý là người khi mà lỗi lầm đều nhận thấy và sanh tâm hối thẹn. Và luôn tâm nó phải có ray rứt. Có nhiều người đâu có ray rứt đâu, mắng người ta, chửi người ta, không thấy ray rứt, thấy còn khoái nữa. Đúng không thưa câu? Đôi lúc mà thấy còn khoái nữa. Như vậy là mang cái tâm đó là cái tâm ác đó, không có tâm tàm quý. Vâng, như là Phật xin cái thầy khai thị tướng con. Thầy nó không hiểu tàm quý nè. Tàm quý là sao thầy? Tàm là gì, quý là gì? Tàm quý, tàm tức là khi mình ở một mình hoặc là mình làm cái gì mà không ai biết, mà mình biết cái đó là xấu thì tự phải hổ thẹn, không có làm. Tự mình biết, mình ngăn mình. Chứ không nói mình là tôi làm ở trong chỗ này không ai thấy chắc tôi làm không sao. Còn quý là gì? Quý là như là mình sợ, phải biết sợ dư luận mà nhìn làm mình làm sai rồi tam bảo mang tiếng này nọ, chứ không phải nói ôi tôi không cần, tôi chứ không cần tôi dư luận, tôi chứ đạp lên dư luận tôi đi, tôi làm tôi biết thôi. Tàm quý như vậy. Tàm á là khi mình làm sai á, trong tâm mình biết sai thì mình rất là khổ não. Tại mình biết sai mà mình cứ nói không sao đâu, kể đó bữa này kể ăn cắp một tí đâu có sao đâu, ăn cắp cái viết mà ăn cắp 10 đồng một tí đâu có sao đâu. Cái đó là không có cái tàm, nghĩa là mình biết mình làm sai mà mình không thấy nao núng vậy đó, cái đó là thiếu cái tàm. Là bên trong mình đó, nó không thấy nao núng, không thấy hổ thẹn, không lấy sao động gì hết đó, là cái người đó là không biết thiện, không biết ác. Cái tâm mà thấy ác mà không, khi mình thấy mình làm chuyện ác mình phải có cái sự hổ thẹn, có cái sự khổ sở trong đó, khổ tâm trong đó thì gọi là tàm. Ở trong mình biết hư là mình trong này mình không yên tâm được. Không thôi đến cái việc mà trong tâm mà cảm thấy mà làm sai làm bậy mà trong tâm thấy không sao hết đó, là trong tương lai sẽ làm tiếp. Đằng này khi mình làm sai rồi, mình phạm tội rồi, mình nói ồ cái này khổ quá, như vậy là mình không nên làm cái này, mình sao mà khổ tâm quá đi, thì lần sau mình mới nhớ được. Cái đó là cái tài, cái thánh tài. Cảm mình phải biết. Còn quý nó đi đôi với nhau, phải có đi đôi với nhau mới gọi là tàm quý. Thường thường ta không chia ra, ta nói phải tàm quý đi một cặp với nhau. Ở trong mình thấy khổ tâm, ở ngoài mình thấy hổ thẹn. Là mình mặc dù thầy làm bậy mà cô này không biết nữa, ok, mà cái tâm thầy vẫn hổ thẹn như thường. Không cần đợi nó tôi biết thầy là làm bậy chưa. Trong tâm mình hổ thẹn gọi là quý, là người ta không cần biết mình hổ thẹn với bên ngoài rồi. Có hai bên. Là mình ở trong mình thấy mình khổ tâm, tới ngoài mình sợ cái dư luận. Dư luận gì không phải là dư luận của quý vị đâu. Cái quý này là sợ nhất
là cái người phàm phu là sợ là láng giềng mình coi thường mình, ông tổng thống coi thường mình. Cái quý này sợ nhất á, cái người mà tu hành có trí huệ sợ nhất á, là những vị thánh hiền thánh nhân người ta chê bai mình, sợ nhất là cái đó. Mình giấu người phàm phu được, không thể nào có mặt được Phật Bồ Tát hết tất cả. Tăng quý nó quan trọng cho đó. Ok, thì như vậy mình mới tránh làm bậy được. Ok, tiếp tục. Cảm ơn quý thầy cho chúng con về biết về tam quý. Dạ vâng, thứ nhất là nói về vấn đề về cái học thức, cái đà văn, cái hiểu pháp và thọ kỳ. Dạ vâng, vâng, trong cái này thì thứ năm là vâng. Văn đó, là đà văn. Văn đó, vâng. Ok rồi, vâng. Đà văn là cách học hỏi á, và biết đó mà thọ trì cái pháp của Phật. Có nhiều khi thưa đó giống như là có một cái câu thôi, nhưng mà mỗi người là hiểu một cái ý khác nhau, con thưa thật vậy đó. Vâng, hoặc là năm nay con đọc một cái câu đó thì tới năm sau con đọc vô con lại hiểu ý khác nhau. Vâng, nó cũng là có như vậy. Vâng, là hiểu khác cái ý văn như vậy. Dạ, nó có cái trường hợp như vậy. Vâng, xin thưa thầy giải thích cho con biết nó quan trọng ở vấn đề là học rộng hiểu nhiều. Cái đa văn là như vậy nè các bạn, hay lắm. Cái này càng ngày cái thì giờ còn ít thì còn giảng càng bằng lẹ hơn nữa. Thầy phải nói rụt đen luôn, tiếng đen luôn. Cái văn này là gì? Văn này văn là nghe, đa văn là hay nghe nhiều. Nghe cái gì? Nghe những cái lời chánh pháp. Đa văn quý vị nghe chẳng hạn như con nghe thầy xin lỗi quý vị, tại vì thầy cái gốc thầy đại thừa thốc là quê mùa thành ra cái gì nói nó thẳng được nha. Là cái văn này là nghe kinh điển đại thừa chứ không phải nghe bất cứ kinh gì đâu. Cái văn là nghe những lời giảng, những lời dạy của kinh điển đại thừa. Nếu như quý vị nghe mà nghe chẳng như tiểu thừa, nghe bên ngoại đạo, không gọi là đa văn được. Tại cái đại thừa mình, tại sao nó nghe quan trọng? Quý vị nghe những cái nhiều, càng nhiều cái kinh điển đại thừa, càng nghe càng nhiều lần. Chẳng hạn như chúng tôi lúc mà thầy đang tu đó, không có tài liệu tu, thành vì nghe những cái băng của Ngài Tiên Hóa giảng, gọi là khai thị Ngài Tiên Hóa, có 40 băng thôi, thì nghe luôn nghe tới mấy năm trời. Nghe nhai luôn, nhai tới, nhai luôn. Tại sao? Mỗi lần nghe như vậy, là trồng cái chủng tử của chánh pháp, của trí huệ và chánh pháp vào cái tiềm thức của mình, sau này tu nó mới bộc ra thành quy hệ trí huệ được. Mình chỉ nghe chánh pháp, nghe luôn luôn nghe cái đa văn nghĩa là như vậy. Mà nếu như quý vị mà tốt hơn nữa, nghe cái chánh pháp, nghe mà càng nhiều cái chánh pháp về trí huệ, quý vị nó càng rộng hơn nữa, càng nhiều lần thì nó càng sâu và càng rộng hơn. Cái văn là vậy. Cảm ơn quý thầy. Coi như nó vô vào trong cái a lại gia thức được kiếp sau lôi ra. Cái đó rất quan trọng. Cái đó gọi là cái gia tài mình đó. Như anh nói hồi nãy đó. Cái gia tài đó, cái chủng tử mà cái giác ngộ, những cái văn, những cái pháp của đại thừa quý vị nghe thì nó trồng chủng tử để giác ngộ sau này. Thành cái đó nó đem từ đời đời kiếp kiếp luôn cho tới khi quý vị thành Phật luôn. Thành cái đó gọi là tài sản như vậy đó. Chứ không phải mình làm tiền kiếp này, kiếp sau mình đem theo không được. Còn những cái chủng tử của văn này, đa văn này, mình đem theo đời đời kiếp kiếp luôn. Dễ sợ không? Thành nó là tài sản. Rồi thứ năm là gì? Nên là đưa vô, nên có cái đó, cái học thức đó. Vâng, thưa thầy, cái sáu đó là cái xả bỏ. Xả bỏ. Nên có, khi mình nói vậy, nó phải có cái lòng từ bi mới xả bỏ được. Chứ bây giờ không có một cái, ai nghe mình một cái là mình oán lên rồi, làm sao mà xả bỏ. Thưa hai cô hả? Dạ vâng. Là giật lên là nhiều khi cứ là nảy người ra chứ. Vâng, mô Phật. Tại sao xả bỏ thế? Mình các pháp mình nghe mà mình không có chấp cho đó, có thầy nói rồi, thầy ơi nói là chứ attachment là dính vô đó, chấp. xả bỏ là ý nghĩa rất là hay. Xả bỏ đó là nói cách trắng trợn đó, xả bỏ là mình có thể tha thứ cho người khác, mình thể bớt những cái chấp trước. Thành quý vị không hiểu cái này nó hay hoặc là thánh tài tại sao quý vị bớt chấp trước á, quý vị mới đi tiến bộ được. Cái chấp trước là cái mà nó trì, nó kéo mình xuống, cột chân quý vị lại. Chẳng hạn như Việt Nam mình á, thầy để ý mấy cái ông thiền sư Việt Nam mình á, đại đa số mấy thiền sư Việt Nam mình á, toàn trình độ với cô này thôi nè. Cô này từ Houston tới chơi thăm chứ ngàn tại cô Thảo đấy, thì họ vì cái trình độ đó mà họ tới cái trình độ như cô này kẹt cứng một chỗ, tại vì họ thấy hay quá, họ thấy họ giỏi quá, tại họ không nghe lời ai nữa, thành ra cái đó gọi là không xả bỏ được cái giỏi của mình.
Còn cái Phật pháp mình muốn tiến bộ là ngay cái hay mình phải bỏ luôn nữa, cái xấu mình phải bỏ, mà cái hay mình phải bỏ luôn nữa mới tiến bộ được. Nó phải xả bỏ như vậy, xả cái dở đương nhiên phải xả rồi, có cái đạo đức, có cái trí huệ mới xả được cái, xả cái dở, ok, xả cái xấu của mình, là cái ác của mình, đều xả cái thiện, cái hay của mình đến tới tới trình độ cao phải xả luôn nữa mới thành mới giác ngộ được, ok, thành xả ly nó quan trọng lắm, thành cái thánh tài. Nhưng mà hay quá, như là thầy vừa mới cho chúng con thầy ra là nếu mà cái tư tưởng như mình là nó chắc nhất cho là cái gì mình cũng biết hết rồi. Đức Phật cũng dạy giống như là mình tu vậy, giống như là cái chậu nước đầy vậy, thì không có nhận thêm được cái gì hết. Đúng, dạ vâng, nó giống như là nước đổ đầu vịt nó trôi ra, tôi nghĩ là mình biết hết rồi. Tại tôi giỏi quá, dạ vâng. Đầy lưu tôi nó đầy toàn thiện giác không? Vâng, cái đó là thiện pháp không à? Dạ. Không phải thiện giác mà thiện pháp không? Dạ, dạ. Mình phải bỏ hết rồi, thiện pháp mới đổ tiếp vào được. Một Phật, cảm ơn thầy. Rồi. Dạ. Cuối cùng là thưa thầy còn có 2 phút thì xin thầy cho chúng con biết về cái cuối cùng là tuệ. Tuệ. Dạ vâng. Thì nếu mà không có tuệ thì không có tin vào Phật pháp, không có tin chính pháp, không có tin vào nhân quả. Dạ vâng, cho nên là phạm bởi có 3 cái khẩu nghiệp là thân, khẩu, ý đều đầy đủ cả. Dạ vâng. Cho nên là không có tuệ nó sinh ra nhiều cái vâng bất trị như vậy. Dạ. Tuệ đối với là gì? Tôi theo con thấy cái tuệ đó là mình phải hiểu được cái chân không như thế nào vậy, cái tối cao của cái pháp là cái không đó, đó là theo bên Nam Tông thì nói là pháp khổ không, vô thường vô ngã, mình phải quán sát cái đó thường xuyên để tạo cái chủng tử rồi ngày nào đó mình ngộ ra. Và chẳng hạn như trong kinh Hoa Nghiêm cũng nói giống như vậy là các pháp nó không có biết nhau, nó do cái duyên cái nghiệp nó tạo vậy thôi, nhưng mà do cái tâm mình chấp vô đó, mình kẹt vô đó. Cho nên mình phải xả bỏ như thầy mới nói đó. Cho nên mình chẳng hạn như quán cái kinh Bát Nhã, ngũ quyển dây không, phải theo cái đó, quán sát cái đó. Mình theo nó còn nó còn thánh tài nó rõ ràng lắm. Tuệ nó là gì? Tuệ này là thấy được cái không. Thật rõ ràng thấy khi quý vị thấy được thấy cái không rồi, quý vị thiệt sự có trí tuệ. Khi mà quý vị chưa thấy được cái không á, kia thể nói cứ có thể nói là tự khoe mình có trí tuệ được. Hỏi cái cô Thảo này chứ coi. Cô ngồi thôi, cô nghe đó. Thưa thầy, mình thấy cái không vậy có nghĩa là mình đắc giác ngộ phải không thầy? Được. Cái tuệ là nói về cái tuệ đó, là tuệ Bát Nhã đó, là cái tuệ, là cái trí tuệ của cái người mà thấy được cái không. Khi một thấy phần. Cái không rồi mới lúc đó mới thiệt sự là giàu. Cái thứ bảy là giàu nhất. Cái tới 1, 2, 4, 5, 6 thứ bảy là cái người giàu nhất, là cái người này cái có thiệt sự có trí tuệ. Vâng. Cho nên là vâng, đạo Phật cái dùng cái danh từ một chùa cũng được, 2 chùa cũng được, 3 chùa cũng được. Nó không còn lo về chùa, lo tiền bạc. Thôi cho con giải thoát đi, chúng ta đừng không có cái chùa nữa. Một nhà lầu, 2 nhà lầu, 3 nhà lầu được không? Vâng. Thôi thì đây là cho nên đạo Phật mình là cái chữ không này nó đi với liền với chữ trung đạo. Và nó nằm ở chính giữa vậy. Và cho nên nó không có lệch bên này, lệch bên kia. Vâng. Thì cái không là xong tới càng cao tới thành chân không. Dạ, chứ không, nhưng không tới cao nữa thành gọi là Phật, huệ của Phật. Dạ, có nhiều cái trình độ của huệ, dạ, là trí tuệ vậy đó. Dạ. Ok, rồi, dạ, vâng. Rồi xong rồi có tí xíu mà nói lẹ quá ha. Dạ. Thưa quý thầy Bích Cơ, thì đây là cái gọi là thất thánh tài. Cho nên là trước đó là có một show mình nói là nếu mà chúng ta phạm cái khẩu nghiệp á, thì nó giống như là nó đốt hết một rừng công đức, là đốt hết cái thất tánh tài là vậy. Dạ vâng, cái giờ là tiệt hẳn cái giống từ bi của mình, là cái giống Phật của mình, là không có giới, rồi coi như là không có định và không có huệ luôn. Dạ vâng, là mô Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, kính chúc quý vị thân tu lạc. A Di Đà Phật.